Vâng, chào mừng anh chị đến với kênh Tượng Gỗ Đẹp Phúc Tấn ạ, một kênh chuyên về giới thiệu những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy được chế tác từ bàn tay nghệ nhân Phúc Tấn của bên em tại làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và trong video này em muốn chia sẻ đến với anh chị một tác phẩm sư tử được chế tác từ chất liệu gỗ nu kháo anh chị nhé. Và tác phẩm với kích thước là chiều ngang là 47, chiều cao là 43, chiều sâu là 27. Và giá của tác phẩm này là 3.900.000 đồng chưa bao gồm phí ship ạ. Vâng, và sau đây thì em sẽ quay sát lại để cho anh chị ngắm được cái thần thái của tác phẩm anh chị nhé, và cái chất gỗ. Và như anh chị đã biết ạ, chất gỗ nu kháo là một cái dòng gỗ mà có một màu vàng óng ạ, rực rỡ rất là đẹp luôn ạ. Và những cái đốm nu của cái chất gỗ nu kháo này thì rất là đẹp, rất là có giá trị. Và đặc biệt đây là một cái tác phẩm bên em chế tác là một chú sư tử, một chúa sơn lâm, với những cái đường nét rất là kỹ, tỉ mỉ và sắc nét. Và cái thần thái của chú sư tử anh chị nhìn ở trên video đấy ạ. Đấy, thần thái nhìn rất là hùng dũng, oai phong các bác nhé. Thế dáng rất là thoát luôn. Đấy, em sẽ quay sát lại cho bác ngắm. Đầu tiên là cái diện mặt của chú sư tử đấy ạ. Đấy, diện mặt thì đặc biệt để chế tác lên một chú sư tử có thần thái, có hồn hay không thì đầu tiên anh chị phải ngắm được cái bờm của chú sư tử đấy ạ. Được bên em làm rất là kỹ luôn. Cái bờm này thể hiện được cái sự sức mạnh và cái sự oai phong dũng mãnh của chú sư tử đấy ạ. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ nhìn thấy cái đôi mắt và cái diện mặt, cái rất là có hồn luôn. Cái gương mặt rất là có hồn, hàng nghệ nhân của bên em đục đấy ạ. Và những cái đường, cái răng nanh móng vuốt này, những cái răng nanh này bên em gắn vào này, tạo thêm được cái sự mạnh mẽ đấy. Cái thế dáng mà đang há mồm rộng và những cái bờm dựng lên này, những cái bờm này, làm rất là kỹ và tỉ mỉ. Và cái mắt rất là sắc bén, nhạy bén, tạo nên được một cái vẻ mạnh mẽ uy phong của một người chúa sơn lâm nha các bác nhá. Đấy, anh chị nhìn ngắm đầu tiên là cái thần thái, thứ hai là cái nét đục đấy ạ. Cái nét đục từng cái tỉa lông bòm lông này của bên em được làm hoàn toàn bằng tay và rất là kỳ công. Và đây là một cái phôi gỗ nu kháo nhưng mà nó rất là đầy đặn. Thế nên bên em được làm được cái bờm của chúa sư tử nhìn rất là rộng, rất là nhiều, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là trên người của chú hổ, à chú sư tử đấy ạ. Trên người của sư tử thì có những cái đốm nu này. Các bạn nhìn cái đốm nu, đây là cái đốm nu của cái chất gỗ nu kháo nhá, nu 3D rất là đẹp luôn. Và những cái đường vân, đường nu trên này. Đấy. Rất là đẹp. Thế dáng của chú là đang đang rình mồi đấy ạ. Đang rình mồi. Đấy ạ. Nhìn rất là oai phong đúng không ạ? Và đặc biệt là cái tác phẩm này bên em làm kênh bông sắc nét thôi anh chị nhé. Từng cái chi tiết của tác phẩm này, cái móng vuốt này, cái móng vuốt bên em cũng được đục tỉa sâu, khoét nổi hết cả lên, chạm nổi hết cả luôn lên này. Đấy. Đấy, cái móng vuốt này, ngay từ cái móng vuốt này bên em cũng chăm chút tỉ mỉ rất là kỹ càng luôn. Đó. Anh chị nhìn bằng sâu bên trong em đục khoét hết cả da luôn, tạo lên được cái dáng rất là thoáng nhé. Cái dáng của chú sư tử này trên cái mỏm đá này nhìn rất là cao, thoáng. Đó, mất rất là nhiều gỗ để đục hết cái phần này ra thì tốn khá là nhiều gỗ và công sức đấy các bạn. Đây, đằng sau, quay đằng sau cho các bác ngắm nhá. Đằng sau. Đấy. Đằng sau những cái đường vân, đường chun chớp, những cái đường những cái đốm nu này rất là đẹp luôn ạ. Một chú hổ rất là một chú sư tử rất là dũng mãnh, oai phong, thể hiện đúng là một chúa sơn lâm đấy ạ. Và trong phong thủy thì chú sư tử này trấn trạch trừ tà rất là tốt ạ. Các bác có thể trưng bày ở trong đại sảnh công ty hoặc trên bàn làm việc, trong phòng làm việc của công ty hoặc là trong phòng khách thì rất là ý nghĩa phong thủy ạ. Mang lại rất là nhiều tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng, đồng thời cũng trấn trạch trừ tà rất là tốt, xua đuổi những cái ám khí không tốt và mang lại những cái sự thăng tiến trong công việc đấy. Đây, một chú sư tử được chế tác từ chất liệu gỗ nu kháo nha các bác nhé, rất là đẹp luôn, thần thái sắc nét đẹp từ cái thế dáng cho đến những cái nét đục và cái thần thái của tác phẩm. Bác nào mong muốn sở hữu tác phẩm thì hãy liên hệ đến bên em qua số điện thoại 0389889968 nha các bác nhé. Địa chỉ của bên em tại làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bác nào mà mua hàng hoặc là tư vấn mua hàng thì hãy liên hệ đến bên em qua số điện thoại này, qua Zalo đấy, 0389889968 ạ.
Vâng, và anh chị nào lần đầu xem kênh của bên em mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video, những buổi livestream đấu giá hoặc giới thiệu sản phẩm chuyên khách hàng, và những cái sản phẩm bên em mới chế tác xong thì em sẽ đăng lên ở trên này thì các bác tiện theo dõi nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em và hẹn các bác vào một video tiếp theo ạ.